quăng lưới bắt cá. Mùa này cá cắm cắt thịt quá bà con nhỉ. Phải đấy, tranh thủ mùa, chúng ta phải tranh thủ kiếm đủ số cá phơi khô. Còn để dành nữa, chúng ta sẽ không còn lo đói nữa. Thủy triều đã lên, chúng ta về làng thôi. Dạ bẩm Long Vương, dạo gần đây không biết bao nhiêu long tử long tôn dưới long cung này đều bị sát hại bởi những người ngư dân. Càng ngày kỹ thuật đánh bắt của họ càng giỏi hơn. Lão quá, mặt biển là của ta, thần dân là của ta, chúng bắt cá sao không xin phép ta chứ? Nếu để chuyện này tái diễn, e rằng chúng ta sẽ bị tổn thất rất nhiều. Chi bằng ngay từ đầu chúng ta cấm chúng không được đánh bắt cá ở biển nữa, thưa Long Vương. Đúng vậy, hãy đem quân theo ta đến làng chài đó ngay. Không biết có chuyện gì xảy ra vậy? Dòng tố lớn quá. Người Trần các người to gan, sao dám đánh bắt ở biển mà không xin phép ta? Làm bao thần dân của ta đã bỏ mạng. Thưa Long Vương, chúng tôi ngày nào cũng đều cảm tạ ngài đem lại thức ăn cứu đói cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn dâng lễ vật cúng lễ hàng năm. Chỉ bằng mấy món lễ vật nhỏ mọn đó mà các ngươi được cái quyền giết hại thần dân của ta sao? Thưa ngài, đó là quy luật sinh tồn. Chúng tôi phải đánh bắt cá mới có thức ăn để tồn tại. Chúng tôi chỉ đánh bắt theo mùa, không bao giờ làm hại những cá còn nhỏ. Hơn nữa, cá ngoài biển cả rất nhiều và chúng còn sinh sôi nữa. Không được nói nhiều, nói chung là các ngươi không được phép bắt cá ở biển nữa. Xin Long Vương suy nghĩ lại, nếu không có cá, chúng tôi không thể sống qua ngày. Mặt biển là nơi chúng tôi mưu sinh. Sự sống của các người không liên quan gì đến ta. Từ nay, ta không cho phép các người đánh bắt cá ở biển nữa. Được, không được bắt thì chúng tôi sẽ không bắt cá nữa. Nhưng lúc đó cá sinh sôi quá nhiều, thức ăn ở thủy tộc không đủ sẽ gây bạo loạn. Còn chúng tôi sẽ không có gì ăn, chúng tôi sẽ uống nước. Rồi đến đời con cháu chúng tôi sẽ uống cạn mặt biển này. Cả thủy tộc sẽ chết khô hết cả. Nếu chúng ta kiên quyết không cho chúng đánh bắt cá, e rằng sẽ gây thù chuốc oán với những người Trần, rồi sẽ sinh bạo loạn. Chi bằng trước mắt ngài hãy đồng ý nhượng bộ, nhưng chúng ta sẽ làm khó chúng. Chỉ cần bọn họ không uống cạn nước sông thì cho bọn họ bắt cá, nhưng không được phép dùng tay bắt. Bọn họ không dùng tay thì sẽ không bắt được cá. Như vậy sẽ bảo vệ được Long Tử Long Tôn, lại bảo toàn tính mạng của Long Quân. Để bọn họ đứng nhìn nước sông mà không làm được gì, như thế thì tốt biết mấy. Thôi được, nể tình các ngươi, ta sẽ cho các ngươi đánh bắt cá ở đây, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì vậy ạ? Các ngươi phải tuân thủ quy tắc này, đó là không được dùng tay bắt cá. Nếu các ngươi đồng ý, xem như quyết định như vậy, về sau hai bên đều không được đổi ý. Tay không bắt cá ư? Điều kiện vậy khác gì làm khó chúng ta. Thật là ép người quá đáng. Cũng không còn cách nào khác, chúng tôi đồng ý. Đã mấy ngày rồi, chúng ta không có cách nào bắt được cá. Cứ thế này chúng ta sẽ chết đói mất thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó thôi. Ông ơi, ông nhìn xem, nó ẩn nấp kìa. Con đang xem gì thế? Mọi người, tôi có ý này, chúng ta thử xem sao. Tên Sa, cháu lên rừng tìm một ít dây leo về cho mọi người làm dây thừng. Hãy bắt chước cách nhện kết lưới, làm thành một mảng lưới thô ráp. Để làm gì vậy thưa ông? Chúng ta hãy thử làm một chiếc lưới bắt cá, giống như cái lưới nhện kia. Một ý kiến hay đấy, chúng ta hãy thử xem. Cháu nghĩ là mình nên đặt hai cây gỗ, cột thành chữ thập ở dưới, buộc một cây gậy dài ở chính giữa, để mình tiện giữ nó khi đánh bắt một mình. Được, vậy chúng ta hãy phân công nhau ra làm thử xem sao.
giăng lưới xem sao. Cuộc sống mưu sinh của chúng ta sau này phụ thuộc vào nó. Thật là tuyệt. So với bắt cá bằng tay, chiếc lưới này bắt cá dễ dàng hơn nhiều. Đúng vậy, nó còn bắt được nhiều hơn hẳn nữa. Và chiếc lưới này cũng rất tiện lợi nữa. Chúng ta thắng rồi. Từ nay không thể cấm chúng ta mưu sinh trên biển nữa. Thưa Long Vương, loài người đã nghĩ ra một loại lưới bắt cá còn lợi hại hơn cả khi xưa bọn họ bắt bằng tay. Tất cả là tại người ngang ngược cả. Nếu cứ để mặc chúng như ban đầu, có phải bây giờ không phải lo chúng đang tàn sát thủy tộc ta không? Kể từ đó, loài người vẫn dùng lưới bắt cá cho đến ngày nay. Còn Long Vương đứng ngồi không yên, lo lắng nên mắt ngài lồi ra như bây giờ. Riêng con rùa trên thân có màu đen, chính là khi xưa bị Long Vương hất bình mực vào người nó. Đám cưới tình yêu. Em đẹp lắm, chiếc váy rất hợp với em. Cảm ơn anh, em cũng rất ưng ý chiếc này, mình lấy nhé. Linh à, bố con có cuộc họp phải về muộn, để cô nấu cơm cho con ăn trước nhé. Sao hai cô cháu không ăn trước đi, chờ anh làm gì? Anh về rồi ạ, không sao đâu anh. Cả hai bọn em đều chưa đói mà. Anh mau vào thay đồ còn ra ăn cơm, để em đi gọi con cho. Cảm ơn em. Linh à, con làm sao vậy? Cô Trang đã vất vả để nấu cơm mà, còn lại tỏ thái độ như vậy à? Kìa anh, anh cứ kệ con đi. Con không thích, con chỉ thích ăn cơm mẹ nấu thôi. Còn bé thật là, chẳng biết bao giờ mới lớn lên được đây. Anh à, không sao đâu. Dần dần rồi con sẽ hiểu. Em chỉ mong không làm tổn thương đến tâm lý của con bé thôi anh. Cảm ơn em. Linh à, con chưa ăn gì cả, uống cốc sữa nóng này đi con. Linh à, cô muốn nói chuyện với con một chút có được không? Chuyện gì cô nói nhanh đi ạ. Linh này, chỉ còn ít ngày nữa thôi là cô và bố Lâm của con sẽ làm đám cưới. Con có thể mời bạn thân của con nếu như con muốn. Con không mời ai đâu, con cũng sẽ không đến đám cưới. Linh à, cô biết con không thích cô. Cô sẽ cố gắng nhiều hơn để con có thể tin tưởng và có cảm tình với cô. Nhưng đây cũng là ngày vui của bố con. Nếu như không có con á, bố và cô sẽ rất buồn. Cô mong con nghĩ lại. Vậy nếu như con muốn mẹ của con đến dự đám cưới thì sao ạ? Cô cũng đồng ý chứ. Nếu như mẹ con đến thì con sẽ tham dự đám cưới của hai người. Còn nếu không thì đừng mơ thấy con ở đó. Alo, ai đấy ạ? Linh à, con muốn gặp mẹ một lát không? Mẹ Nga, mẹ mới về ạ. Con tưởng mẹ đang ở nước ngoài cơ mà. Mẹ về mấy hôm rồi, nhưng bận nhiều việc quá chưa gọi được cho con. Vâng, vậy 20 phút nữa con và mẹ gặp nhau ở quán kem đầu phố nhé. Ừ, vậy nha, hẹn gặp con ở đó. Con chào mẹ. Ôi, con gái của mẹ xinh quá à. Ngồi xuống đi con. Mẹ, mẹ về hẳn hay là thế nào ạ? Cuối tuần là mẹ phải bay về bên ấy rồi. Vậy sao ạ? Mẹ xin lỗi. Không sao mà mẹ, chỉ là... Bộ có chuyện gì sao con? Giá như con có mẹ bên cạnh trong thời gian khó khăn này. Sao thế con? Cô ấy không tốt hay là như thế nào? Cũng không hẳn đâu mẹ ạ. Cô ấy có vẻ rất hiền, nấu ăn thì cũng ngon. Nhưng mà không hiểu sao con không thể thích cô ấy được. Linh à, có phải là con đã nói với cô ấy là sẽ không đến dự đám cưới nếu như không có mẹ đi cùng, phải không? Mẹ về đây chính là vì lời mời của cô ấy đấy. Ừ, sao, sao ạ? Con không nghĩ là cô ấy sẽ làm như vậy phải không? Chính cô ấy đã thuyết phục mẹ trong suốt một tuần liền
Ngày nào cô ấy cũng gửi thư điện tử rồi gọi điện cho mẹ. Cô ấy còn gửi trước vé máy bay cho mẹ nữa. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Mẹ cũng không nghĩ là cô ấy lại làm như vậy. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy rất yêu thương con. Cô ấy sẽ làm tất cả vì con và vì bố. Cô ấy thật sự khiến mẹ cảm động đấy. Nhưng con đã đối xử rất tệ với cô ấy. Con... Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con trong suốt quãng thời gian con lớn lên. Mẹ thật sự cảm thấy có lỗi vì điều đó. Nhưng mà giờ đây, mẹ lại cảm thấy yên tâm khi cô ấy có thể thay mẹ lo cho con, bên cạnh con và yêu thương con. Mẹ... Cảm ơn con vì đã đến. Con xin lỗi. Cô đã rất tốt với con. Vậy mà... Không đâu con à. Cảm ơn con nhiều lắm. Chiếc cặp sách. Nói, con đi thăm chị hai đây ạ. Út hôm nay được lên tận chợ xã thăm chị hai, chắc vui lắm đúng không? Dạ, nhà chị hai làm ở trên thị xã chắc đông đúc, nhộn nhịp lắm. Út ơi, bác Bảy gọi con đó, đi nhanh không bác chờ. Bác cháu mình đi thôi. May quá có bác cho đi nhờ. Mấy tháng nay chị nó bận không về được. Thằng nhỏ cứ kêu nhớ chị hoài à. Nặng nặc đòi lên thăm chị cho bằng được đó. Có gì đâu, đằng nào cháu cũng lên chợ xã có việc mà. Nói, con đi nhé. Ừ, con đi đi. Chợ xã đang vui quá, bác Bảy nhỉ. Số 51. À đây rồi. Chị hai con làm ở đây nè. Con vào chơi với chị đi. Bác đi mua mấy thứ đồ rồi lát quay lại đón nhé. Dạ. Chị hai ơi, Út đây. Út ơi, chị đây. Chị hai, sao lâu lắm con về thăm nhà. Em nhớ chị quá. Sao em lại lên được tận đây? Tại em cứ kêu nhớ chị hai. Thế là nội nhờ bác Bảy đưa em lên chơi với chị một lát. Lúc nữa bác Bảy về, em lại về cùng luôn. Gặp được chị hai là em vui rồi. Ừ, chị cũng nhớ Út với nội lắm. Nhưng dạo này cửa hàng bận quá, không xin nghỉ được. Thôi, ngồi vào đây cho đỡ nắng đi em. Wow, nhiều cặp sách đẹp quá chị hai ơi. Chị hai, chị làm ở đây hả? Nhiều cặp sách đẹp quá, thích thế. Ừ, Út thích ăn bánh bao không? Chị mua cho một cái. Bên kia đường có nhà làm bánh bao ngon lắm. Dạ thôi, sáng nay em ăn với nội rồi, giờ vẫn chưa đói. Mà chị hai ơi, em đổi bánh bao lấy thế khác được không chị? Được, em không thích bánh bao, thế ăn gì thì cứ nói. Chợ xã món gì cũng có hết. Chị hai, chị cho em cặp sách in hình siêu nhân kia của chị được không? Em chỉ mê mỏi nó thôi. À, cái sách ấy... Út ơi, nó không phải của chị đâu. Nếu là của chị cho em ngay. Chẳng tiếc gì em cả. Nhưng mà cái này là của người ta. Vâng, thế thôi. Nội, con về rồi đây. Nội, con đi thăm chị hai. Nội ở nhà có nhớ con không? Bố nhà anh y như con vẹt ấy. Thầy đi thăm chị có vui không? Chẳng vui. Chị hai bảo thương con, nhớ con. Vậy mà con xin một cái cặp sách mới để đi học mà chị cũng không cho. Trong khi nhà chị ở có bao nhiêu cặp sách,
có cả cái cặp siêu nhân mà con thích nữa chứ. Thằng nhỏ mới 6-7 tuổi đầu, làm sao hiểu được chị hai nó. Đi làm thuê cho người ta, nhịn ăn nhịn mặc để nuôi bà nuôi em. Không phải chị hai không thương con đâu, chị thương con lắm. Làm được bao nhiêu tiền dành dụm đều gửi về cho con đi học đó. Chứ nội làm gì có tiền cho con đi học. Chị hai bán hàng thuê cho người ta, chứ không phải đồ của chị mà cho con được. Mà con biết không, ngày nghỉ chị con cũng không dám về, vì sợ không đủ tiền đóng học phí, không đủ tiền mua quần áo mới cho con đến trường. Út à, nội, con đã không biết chị hai thương con nhiều như vậy. Con xin lỗi nội, xin lỗi chị hai. Bài học của mẹ. Bịp bịp. Lạ quá, sao sáng nay nhà mình vắng vẻ thế hả mẹ? Ừ, con gái dậy rồi à. Ăn sáng nhanh nào, ông bà vừa ra ngoài, em Dũng đợi đi theo rồi. Cha, ngon quá, không ai nấu ăn ngon bằng mẹ. Con ăn xong nhớ rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo cho mẹ nha. Vâng. À, cuối tuần này trường mẹ có tổ chức đi thăm và tặng quà cho các em bé ở trại trẻ Hoa Hướng Dương. Con tham gia nha. Ừ, chỗ đó là ở đâu ạ? Có xa không mẹ? Cách thủ đô khoảng 40-50 cây số con à. Ừ, xa thế, lại về vùng nông thôn. Thôi mình ở nhà cho nó lành, nằm đọc truyện chả thích hơn à. Ờ, cuối tuần con có cái hẹn với bạn đi mua sách rồi ạ. Ừ, thế thôi vậy. Kể cũng hơi tiếc, vì đợt này trường mẹ tổ chức khá quy mô. Có cả những người nổi tiếng như là Lệ Minh và đài truyền hình về ghi hình nữa. Thôi mẹ đi đây. Mẹ vừa bảo có ca sĩ, diễn viên Lệ Minh. Trời ơi, thần tượng của mình, đúng là dịp may hiếm có. Lại có cả đài truyền hình về ghi nữa, thế thì phải tham gia thôi. Ờ, thế thì con có thể hoãn cuộc hẹn với bạn ạ. À, đi làm từ thiện là việc hết sức ý nghĩa, con sẽ tham gia ạ. À. Tốt lắm, con gái của mẹ nghĩ được vậy là mẹ rất mừng. Thôi, con nhớ dọn dẹp nhà cửa, mẹ đi nha. Vâng ạ. À. Sẽ mặc chiếc váy này, chụp thật nhiều ảnh với chị Lệ Minh, rồi còn lên sóng truyền hình nữa chứ. Mẹ ơi, con nhờ mẹ mang món quà này đến tặng các bạn chỗ mẹ đi làm từ thiện nhé. Ừ, con trai của mẹ ngoan quá, mẹ rất tự hào về con. Nhất định mẹ sẽ chuyển đến tận tay các bạn. Thằng ngốc này, cả một đống tiền mừng tuổi, bảo cho chị mượn thì không cho cơ. Sao chị lại nói thế? Mẹ ơi, cuối tuần này đi làm từ thiện, mẹ cho con cầm chiếc máy ảnh mới nha. Đi giúp đỡ mọi người thì cần gì máy ảnh hả con? Con muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là bên ca sĩ Lệ Minh ạ. Rồi đám bạn ở lớp con phải lác mắt vì ghen tị ạ. À, mẹ quên lúc chiều về không nói với con. Cuối tuần ca sĩ Lệ Minh có thể không tham gia cùng trường mẹ, vì bận việc đột xuất không thể trì hoãn. Có thể đài truyền hình cũng không thể tham gia được con à. Ờ, không có ca sĩ thần tượng, đài truyền hình cũng không tới, thì mình đi làm gì cơ chứ, uổng phí cả thời gian. Mẹ ơi, con chợt nhớ ra là cuối tuần con có việc bận rồi. Con gái, vừa sáng nói là hoãn cuộc hẹn với bạn, nhận lời tham gia từ thiện cùng mẹ rồi, giờ lại bảo bận là sao con? Con bận thật mà. Ừ, thôi, con bận thì ở nhà vậy. Mà mẹ không hiểu tại sao con lại thích ca sĩ Lệ Minh như vậy nhỉ? Ca sĩ Lệ Minh hả mẹ? Cô ấy vừa hát hay, nhảy đẹp, lại ăn mặc rất thời trang. Cô ấy là thần tượng của con mẹ ơi, mà mẹ cũng rất thích cô ấy mà. Đúng, mẹ cũng rất thích Lệ Minh, nhưng không phải vì những lý do như con vừa kể đâu. Ừ, thế thì vì sao ạ? Bởi vì cô ấy là người có trái tim nhân hậu. Cô ấy là một người nổi tiếng, một người giàu có, nhưng luôn biết nghĩ tới những người nghèo khổ, bất hạnh. Mẹ yêu quý và
khâm phục cô ấy vì những chương trình từ thiện, nhân đạo của cô ấy đều rất có ý nghĩa và hiệu quả. Con yêu mến ca sĩ Lệ Minh. Mẹ mong con hãy học tập thần tượng của mình ở tấm lòng nhân hậu, biết đừng vọng, sẻ chia với những người bất hạnh hơn mình. Con gái à, làm từ thiện hay giúp đỡ người khác nên xuất phát từ tấm lòng của mình, chứ đừng nghĩ vì có ca sĩ thần tượng hay có đài truyền hình mới tham gia để khoe mẽ với bạn bè. Con xin lỗi mẹ, con hiểu rồi ạ. Cuối tuần nhất định con sẽ tham gia với mẹ ạ. Niềm tin. Tivi, tủ lạnh, máy tính, đồ điện hỏng bán không? Tivi, tủ lạnh, đồ điện hỏng bán nào? Cháu chào bác. Chào cháu, cháu ngoan quá. Na ơi, vào nhà đi con. Na, mẹ đã dặn con như thế nào? Sao con vẫn tự nhiên nói chuyện với người lạ như vậy? Con có biết bây giờ có nhiều người xấu lắm không? Nhưng bác ấy trông hiền lắm mẹ ơi. Mỗi lần đi qua, bác ấy toàn cười với con thôi. Bác ấy còn khen con đáng yêu nữa mẹ ạ. À. Con à, dạo này có rất nhiều người giả danh là những người mua bán dây chai sắc dụng, đi đến các nhà rồi lừa đảo, thậm chí bắt cóc trẻ con. Bây giờ con còn bé, chưa phân biệt được tốt xấu. Mẹ không muốn con tiếp xúc với họ, nhất là khi mẹ vắng nhà thì sẽ ra sao? Con phải hứa là không được gặp và nói chuyện với họ thì mẹ mới yên tâm. Con nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. À. Ồ, chắc là mẹ đi chợ, phải xin mẹ mua bánh đa vừng đã. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mua bánh đa vừng cho con nha mẹ. Mẹ ơi, dừng lại đi, mẹ. Mẹ ơi, dừng lại đi, mẹ. Ơ, mẹ, mẹ đi đâu mất rồi? Rõ ràng mình thấy mẹ đội nón quẹo xe vào đây mà. Sao ai cũng có nón giống mẹ như vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Tội nghiệp quá à. Con bé khóc sưng húp cả mắt rồi. Vậy nhà cháu ở đâu? Nhà cháu ở trên một con ngõ nhỏ, cạnh đường có nhiều châu chấu. Nói vậy thì ai mà biết là ở đâu hả trời. Phải rồi, hãy đưa con bé vào gốc cây kia cho khỏi nắng đã. Con bé đi đâu không biết, tìm khắp làng trên xóm dưới mà không thấy. Nó có mệnh hệ gì thì tôi biết sống làm sao. Chị đừng lo lắng quá, chúng ta đi tìm một lượt nữa. Bác ba tổ trưởng đã đi báo công an rồi, sẽ sớm có tin tức của con bé thôi. Con bé làm sao vậy các chị? À, chả biết con cái nhà ai đi lạc mà không nhớ đường về. Nhà cháu ở đâu? Sao bị lạc như vậy? Nhà cháu ở trên một con hẻm có hoa dâm mục đỏ rực, ở gần bờ mương. Đầy cỏ mai, nhiều châu chấu lắm. Con đưa cháu về nhà chứ. Có phải nhà cháu có một cây ổi rất to ở trước nhà đúng không? Và mẹ cháu thường phơi rất nhiều quần áo ở sân nhà cạnh cây ổi. Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Theo lời cháu á, thì tôi biết con hẻm ấy rồi. Ở dưới sơm hạ các chị ạ, à, để tôi đưa cháu về. Lại đây cứ mua cho cái bánh đa ăn đã nha. Đúng nhà cháu rồi, là cái nhà hai tầng kia kìa cô. Thôi, cháu mau vào nhà đi, cô phải đi đây. Chào cháu nha. Vâng ạ, à, cháu cảm ơn cô. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con đi đâu mà để mẹ lo lắng như vậy hả Na? Con đi thang mẹ mà. Con chơi ở ngõ, thấy mẹ đi chợ qua mà gọi mãi mẹ không nghe. Con chạy thang mẹ rồi bị lạc. Trời ơi là trời, hôm nay mẹ có đi chợ đâu con. Mẹ ở nhà dọn dẹp từ sáng tới giờ mà. Ờ,
con tưởng mẹ đi chợ, quá ra con nhầm mà. Mẹ ở nhà mà, con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Vậy ai đưa con về? Họ đâu rồi? Để gia đình mình còn cảm tạ chứ. Cô bán dê chai đã đưa con về. Cô ấy còn mua bánh đa cho con ăn nữa. Nhưng cô ấy đi đâu mất rồi? Một cô bán dê chai à? Cô ấy tốt lắm. Vậy mà mẹ cứ bắt con không được trò chuyện, tiếp xúc với những người lạ, bán dê chai với Dũng. Ai dê chai với Dũng bán không? Một cô bán dê chai đã đưa con về. Cô ấy tốt lắm. Con còn mua bánh đa mừng cho con ăn nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!